Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh của mình. Thì hôm trước mình có hướng dẫn anh em tải một tựa game, nó là game Tokyo Ghoul. Nhưng bây giờ hiện game đã đóng cửa, cho nên một số bạn đã không thể tải được. Thì đây, phim các hãng game vừa cho ra một game mới. Thì đó là game Naruto X Boruto. Game này hiện chưa có bản Việt Nam, nên là trên CH Play hiện không thể tìm được. Để mình tìm thử cho các bạn nhé. Nếu mình lên CH Play gõ Naruto X Boruto thì nó sẽ không ra đâu. Naruto. Đây. Mình sẽ vào cái trang chủ của nó. Nó cũng rõ ràng nó có ghi là CH Play, có trên CH Play. Nhưng mà lên CH Play thì nó sẽ không tải được. Nó sẽ đề là mục này không có sẵn ở quốc gia của bạn. Thì để khắc phục cho cái tình trạng này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tải. Thì đây, các bạn tải ứng dụng này QApp. Thì đường link tải ứng dụng này mình sẽ để ở phía dưới video. Thì các bạn, nó rất nhẹ thôi, các bạn tải về cài đặt như bình thường nhé. Không có gì, không có phải đăng ký tài khoản hay cái gì. Không có phải đăng ký giống như 9 game đâu nhé. Các bạn gõ từ khóa là Naruto. X Boruto. Đây, nó là cái này. Ở đây thì có hai bản, một bản phía dưới này là Nhật Bản, còn bản trên này là tiếng Anh. Thì mình khuyên các bạn nên là tải bản tiếng Anh để chơi dễ hiểu hơn. Thì đây mình tải rồi, thì mình sẽ không tải lại nữa. Nó là game online nhé, game 3D rất là đẹp. Để mình sẽ vào thử cho các bạn xem. Đây, game Naruto X Boruto đây. Mình sẽ vào thử các bạn xem nhé. Thì đây, đây chính là game Naruto X Boruto. Đây là giao diện của game. Start. Bản tiếng Anh dễ hiểu hơn. Nên mình chọn bản tiếng Anh thôi. Game chơi theo cốt truyện nhé. Còn nếu bạn nào mà đam mê phim Naruto, thích cái tiếng Nhật ấy, thì các bạn có thể tải bản tiếng Nhật về để chơi. Vậy sẽ hay hơn. Nhưng mình khuyên là nên tải bản tiếng Anh, vì tiếng Anh là cái tiếng chung của cả thế giới, dễ hiểu hơn. Thì đây. Có Naruto, mình chưa chơi game này, mình cũng mới tải về hướng dẫn cho các bạn thôi. Đấy, đây. Là tuyệt chiêu. Thì video của mình sẽ kết thúc tại đây thôi. Mình sẽ không test game bây giờ, mình sẽ test game trong một cái video khác, một cái video sắp tới. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Và đừng quên comment ý kiến của bạn bên dưới. Mình sẽ cố gắng giải đáp, cố gắng chỉ cho các bạn tải được nhiều game hoạt hình anime hơn.
À, thì tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.